Bồ Tát Bộ Nguyện Quyện Hạ. So sánh lên những công đức của sự vô thí lúc đó, ngoài Địa Tạng Bồ Tát Na Ha Tát, nhiều oai thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, so sánh về sự vô thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc có người hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời, những sự ấy tại làm sao thế? Cú mong Đức Thế Tôn dạy cho. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong đàn hệ hội chúng nơi cung trời Đa Lợi này mà nói về sự so sánh khinh trọng về ở việc vô thí ở cõi Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe ta. Này ta sẽ nói đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Chúng con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong đời sau, trong cõi Diêm Phù Đề, như có vị quốc vương, hàng tể phụ, quan chức lớn, hàng đại sắc đế lợi, hàng đại trưởng giả, hàng đại bà la môn, nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ thật nguyên cơm ngọc, kẻ điếc nghe mù quáng, gặp những kẻ thân thể không được vẹn toàn, như thế lúc các vị ấy quốc vương ấy muốn bố thí, nếu có đủ lòng từ lớn, tự tay mình đem của ra bố thí cho những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời dịu dàng ôn hòa để an ủi phương lợi của vị quốc vương đó, đặng phước lợi bằng công đức cúng dường cho hàng trăm hàng hà sa chư Phật. Vậy tại vì sao thế? Chính bởi vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng với kẻ từng đặt kia, nên phước lành được hưởng như thế này. Trong 100.000 đời thường hưởng đầy đủ các đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dụng như đồ ăn uống, y phục. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương trong đế hàn bà la môn, nếu gặp hình tượng Phật, hình chùa tháp hầu và hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Thanh Văn, hay hình tượng Bích Chi Phật mà Đức Thanh tự sửa sang cúng dường bố thí, thời người đó trong ta kiếp thường là vị trời đế thích hưởng sự vui sướng tôn lệ, nếu có thể đem phước lúc đó mà hồi hướng cho khắp thế giới chúng sanh, thời trong 10 kiếp thường làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương chơi đến hàng bà la môn, nếu gặp chùa tháp hở trước hoặc kinh điển bị hư sụp đắp rã, liền có thể phát tâm tu bổ đại các vị quốc vương đó, hoặc tự tay mình đức tha lo sự sang, hoặc khuyến hóa người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết biên lành. Những người cùng chung làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường làm vua của các nước nhỏ, còn vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân. Lại nếu như có thể đối chức chùa tháp mà đem phước làm bố thí đó mà hồi hướng về đạo Bồ Đề, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật, trả bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Để về nỗi này, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, nếu gặp kẻ già yếu bệnh tật, người phụ nữ sinh để trong nếu trong một niệm sanh lòng từ lớn, đem cơm thuốc, cơm nước, giường chiếu, thuốc men mà bố thí cúng dường làm cho người đó đều đặng ăn vui, thời phúc lợi đó không thể nghĩ bàn. Đến bên trong 100 đời thường làm thường sẵn trong 100 đời thường sao có chứng chứng cư trong 200 trong 100 đời thường san lên 6 thường trong 100 kiếp thường làm có chứng cư trong 200 kiếp thường làm chư thật sao thường san lên 6 thường chưa cõi dục, cho đến trong 100.000 đời còn không nghe đến tiếng khổ sợ có tiếng khổ và thật không cho đến trong 100.000 đời còn không nghe đến tiếng khổ, Đức Đá sẽ thành Phật đạo. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, nếu có thể làm sự cúng dường như thế, thời đặng phước là như vậy. Nếu như có thể hồi hướng phước lành đó về đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, Đức Đá đều sẽ thành Phật cả, huống gì là quả trời thế thất trời phạm vương. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên quyền hóa tất cả chúng sanh trong đời sau làm những việc phước lành như thế. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít cỗ phước lành, chừng mừng sợ lâu mày tâm sọt nước, thời phúc lợi của người đó không thể ví dụ nào cho được. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Thanh Vạn, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vô Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thờ công đức của người đó rất không thể nghĩ bàn, thường được sanh lên cõi trời, có người hưởng sự vui sướng vi diệu, nếu có thể đem công đức đó mà hồi hướng về pháp giới chúng sanh, thờ công đức đó không thể nghĩ bàn đến được.
lại về nữa này, để tạm Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe đến một bài kệ một câu kinh mà phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen lễ bái, thời phúc lợi của người đó hưởng thọ không thể ví dụ nào cho được, nếu có thể đem phúc lúc đó mà hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, thời phúc lợi của người đó không thể ví dụ nào cho được. Lại về nữa đây, tạm Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa, nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lại ngợi khen chắp tay cung kính, nếu là kinh tháp cũ thời sự sang tu bổ, người này tự phát tâm là học cùng tháng với các cùng đồng phát tâm, những người cùng đồng phát tâm đây trong 30 đời thường là vua các nước nhỏ, còn vị đàn việc chính ấy thường là vua chuyển lên lại dùng chỉ phép là già hóa vua các nước nhỏ. Hay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ là ở nơi của phương là mình đã gieo trồng trong Phật pháp chừng hoặc tu bổ chùa xá hoặc sửa sang kinh địa hoặc vô thi cúng dường hoặc trường bằng sợi lông mái tóc giọt nước hút cát các những việc lợi lành như thế, không lợi là nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho ba giới chúng sanh thời trong trăm nghìn đời thường hưởng sợ thọ sự vui thượng diệu. Còn nếu như chỉ hồi hướng cho bản thân mình hoặc người trong nhà thôi, họ sẽ hưởng quả vui trong ba đời, cũng là một phần sự lợi lành lại được báo tốt một lần trước hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức của sự vô thí là như thế đó. Địa thần hộ pháp, bây giờ kiên lai địa thần và công đức Phật sàng bác đức hiếu tôn, từ trước đến nay con đã từng chiêm ngưỡng đại lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là bậc đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị địa Bồ Tát khác chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bác đức hiếu tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên lớn với chúng sanh, họ gọi như phù đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phụ Huyền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện ra trăm nghìn thân thân ở trong sáu đường mà cứu vớt chúng sanh, như chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hàm mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát hiện nguyện giáo hóa chúng sanh trong sáu đường, chạy đến số kiếp nhiều như số khác trong trăm nghìn muôn ước sông Hằng. Bác đức hiếu tôn trong đường sau như ở phương Nam, ở trong cõi như phù đề ở phương Nam, nơi đất mình cứu chủ ở chỗ sạch sẽ, nếu có thể dùng đất đá chê gỗ mà dựng cây khám cái thất, trong đó như có đại hoại với hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát và những hình tượng được đúc nắm bằng vàng bạc đồng sắt, ngày ngày thường cúng dường dùng hương hoa cúng dường chiêm lễ ngợi khen thờ chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích, những gì là 10 điều: một là nhà cửa được an ổn mãi mãi, hai là đất cát tốt màu, ba người đã chết được sang lên cõi trời, bốn người hiện còn được hưởng sự lợi ích, năm có mong cầu chi cũng đừng được tại ý, sáu khỏi các sự tai họa về lửa và nước, bảy trừ sạch việc hư hại, tám trừ hạn ác mộng, chín khi lúc vào thường có thành heo vệ, mười thường gặp được thánh nhân. Và đức thánh thần trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi phần đất mình cư trú có thể làm ra sự cúng dường này để tạm Bồ Tát như thế thời đặng lỡ như vậy. Và thôi hết tuần trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi phấn đất mình cư trụ mà có hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng kinh điển này, người đó lại có thể đọc tụng cũng như hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hơi có nhìn thần lực của con hộ vệ người đó, làm cho có không cho bất kỳ sự tai họa như lửa nước lại lớn lại nhỏ thải đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Ngài vị kia là địa thần hoàn, thần lực động lớn của ông các thành cách ít ai bằng, điều cơ xa vì đất đai ở cõi như phù đề đều nhờ ông hỗ trợ cho, đến cỏ cây cát đá lúa mè tre rau gạo thóc những của báo những thứ từ nơi đất mà ra đều nhờ nơi xuất phần của ông cả. Nay ông lại tuyên bài những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hơi công đức và thần lực của ông trong trăm nghìn lần lại chỗ hơn lúc thường. Này kia là địa thần trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh hiệu cũng như hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện này, chỉ có thể y theo một việc mà kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện đã dạy thời ông nên dùng thần lực của ông ủng hộ người đó, còn không cho bất cứ sự tai họa lần nào đến chỗ của người đó ở đường chi là để cho vào cửa, chẳng phải chỉ có riêng mình ông ủng hộ người đó mà các hàng quyến thuộc của chư thiên, hàng quyến thuộc của đế thích cũng ủng hộ người đó. Vì sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Chính bởi người đó đọc cúng nhờ hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện này, tự nhiên rút ra sạch liền biển khổ mà chứng cảm vui niết bàn, vì thế nên đã ủng hộ một cách lớn lao như thế. Hãy nghe được lợi ích Phật phóng quan tuyên cáo, bấy giờ từ trên đạo môn Đức Thế Tôn phóng ra trăm nghìn muôn ước tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lòng tốt, tia sáng lòng tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc sang, tia sáng sắc sang lớn, tia sáng sắc tía sang, tia sắc tía lớn, tia sáng sắc biết, tia sáng sắc biết lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng tướng mây làm, tia sáng tướng mây làm lớn, tia sáng tướng bị vòng tròn, tia sáng tướng vòng tròn lớn, tia sáng tướng
vòng tròn máu tương sáng tướng vòng tròn báo lớn tương sáng tướng ứng vùng mặt trời tương sáng vùng mặt trời lớn tương sáng vùng mặt trăng tương sáng vùng mặt trăng lớn tươi sáng tướng cung điện tươi sáng tướng cung điện lớn tươi sáng tướng mây biển tươi sáng tướng mây biển lớn từ trên đã mô nước thế tôn phóng ra những luồng ánh sáng vi diệu như thế xong rồi lại phát ra những thứ tiếng vi diệu bảo với đại chúng rằng ngày tám bộ chúng trời rồng phóng ngày hôm nay tạo cung trời đao lợi nguyện ganh tiên bày những sự không thể nghĩ và những sự lợi ích trong hàng trời người những sự chứng quả thập địa những sự nhân hạn lên bậc thánh những sự chứng quả thực hiện những sự rút ra không lưu xịt nơi đại vô thượng chánh đẳng minh giác của ngài địa tạng bồ tát quán thế âm cầu thỉnh ghi đức phật nói lời ấy vừa dứt tiếng xong trong pháp hội có một vị bồ tát hiệu là quán thế âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạc cúng đức phật rằng văn thưa thế tôn ngài địa tạng bồ tát đầy đủ thức từ vi lớn ngài hóa hiện ra hàng trăm nghìn hóa hiện ra trăm nghìn mẫu thế giới và hóa hiện ra hàng trăm nghìn mẫu ức tham bao nhiêu công đức vậy sau hoàn thành trọng thể nghĩ rằng cũng ngài con đã từng nghe đức như là cũng các ị cùng vô lượng chư phật trăm mười cũng khác bị đồng lời ngợi khen ngài địa tạng bồ tát rồi cho các đức phật thuộc quá khứ cùng hiện tại cùng độ vị la nói công đức của ngài địa tạng bồ tát cũng chẳng thể nói hết vừa rồi lại nghe đức thế tôn bảo khắp với đại chúng rằng đức như là muốn tên nói những sự lợi ích không thể nghĩ bằng của ngài địa tạng bồ tát vốn mong đức như là vì chúng sanh trong đời sau mà nói lợi của ngài địa tạng bồ tát làm cho trời lòng cán bộ chúng chiêm ngưỡng lễ lại ngài địa tạng quốc làm đức phật tán thán và khứ tại bây giờ đức phật bảo ngài quán thế âm bồ tát rằng ông có nhiều như rất lớn người cũng sợ có tay và những hàng trời người hoặc rồng hoặc thần hoặc nam hoặc nữ cho đến chữ phân bị tội khổ trong sáu đường nếu nghe đến danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hoặc mến tưởng đến ông thì khen người ông thờ người đó ở nơi đạo vô thượng chánh giác chọn không còn nói chuyện khi nhân thời sang và cõi trời cõi người vẫn sự vô số vi diệu khi nhân quả sắp thành hộp liền được phật xoay đạn họ quý cho nay ông sẵn ông từ bi lớn muốn cứu vớt chúng sanh trong tạo cũng muốn cứu vớt tám bộ chúng trời đó mà muốn nghe ta nói sự lợi ích lớn chẳng thể nghĩ vào của ngài địa tạng bồ tát ông phải lắng nghe ngay cái sự nào đó ngài quán thế âm bồ tát và cũng có phải rằng vâng bạch đức thế tôn con xin ưa muốn nghe thấy nghe theo phước trời ngài quán thế âm bồ tát trong đời sau như có vị trời nào hưởng phúc trời đại mãn năm tuyến huy hay sự hiện ra nơi thân hoặc có kẻ sắp phải bị là vã đạo những vị trời đó hoặc nam hoặc nữ nhân đương lúc tướng huy hay hiện ra nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời hưởng vô lượng quả vui như có người nào nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát hết như có người nào có thể cúng dừa dùng hương hoa y phục đồ các thứ trên mọi cúng dường ngài địa tạng bồ tát thời người này vì được sao đang gọi trời hưởng sự vui sướng vi diệu không coi bây giờ còn bị đại và ác đạo nữa người bệnh đừng lợi lại về nữa này quán thế âm bồ tát trong đời xong ở trong cõi diêm phù đề như có chúng sanh nào sắp mệnh chung mà đặng nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát hóng coi lỗ tai thời người đó thoát khỏi chúng khổ và ác đạo muốn gì là hàng thân quyến vì người bệnh sắp chết đó mà đem những của cải của người bệnh đó làm chi phí để tô vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát người làm cho người bệnh lúc chưa chết cùng mắt thấy tai nghe biết hàng thân quyến vì mình mà đem của cải tô vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát người bệnh nào nếu có nghiệp phải mang lấy bệnh nặng thời nhờ công đức này liền được khỏi bệnh tuổi thọ thêm sống lâu còn nếu như người đó đã đầy đủ nghiệp báo số mạng đã hết thời nhờ công đức này liền được sang lên cõi trời hưởng sự vui sướng vi diệu tìm mong được phúc lại về nữa là có nơi bồ tát trong đời sau như có chúng sanh nào lúc lên 3 tuổi 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ cùng ăn em chị em đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến không biết là đã sanh lên cõi trời nào hoặc sanh về thế giới nào hoặc bị đại là vào chốn nào người đó như có thể hạ vệ thần tượng của ngài địa tạng bồ tát và nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát mà kiêm lễ cúng dường từ một ngày hai ngày ba ngày cho đến bảy ngày ngày đừng thối thất lâm tốt ban đầu nghe danh hiệu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường thần người thân quý sắp người quen quý đã chết đó nếu có tội thời nhờ công đức họa vẽ hình tượng ngài địa tạng bồ tát và công đức chiêm lễ cúng dường của con cái anh em hay chị em nên liền được thoát khỏi được sanh lên cõi trời có người hưởng sự vui sướng vì diệu còn nếu như người đó có phương làm được sanh lên cõi trời hưởng sự vui sướng vì diệu rồi thời nhờ công đức này lại thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh cũng vô lượng quả vui như người đó lại có thể trong 21 ngày chiêm ngưỡng đại lễ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát và niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát đủ một muôn biến hơn người đó sẽ được ngài địa tạng bồ tát hiện thân vô biên mắt cho người đó
Tức là hàng thứ quyến thuộc khi đã săn về hoặc chăm sóc mộng ngày đêm đã bố tác hệ sức sức oai thần lớn dắt cho dắt người đó tới nơi thấy các hàng quyến thuộc. Như người nào có thể niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày sẽ được ngài Địa Tạng Bồ Tát sai những vị quỷ thần ở đó hộ vệ cho đến chọn đời hiện đỡ các món ăn đồ mặc dư dật không có các thứ bẩn cũng cho đến các việc tai họa cùng sự hung dữ không để đến nơi than hướng chi là để cho bà đến cửa hãy nguyện lực xuống hàng lại về nữa để quán thêm Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào phát tâm từ phát lòng từ rộng lớn muốn cứu độ chúng sanh muốn tu đạo vô thượng muốn thoát khỏi tam giới. Những người đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát chiêm chiêm lễ trí tâm quy y chiêm ngưỡng đại lễ trí tâm quy y chiêm ngưỡng đại lễ và cũng hoặc cúng dường hoặc dùng y phục đồ ăn vật uống các thứ trên mà cũng như ngài Địa Tạng Bồ Tát hơi chúng nguyện cầu của những kẻ đó mau chóng được thành tựu không bao giờ được trở ngại lại về nữa là có thêm Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện cự nữ nào muốn cầu trăm nghìn mẫu điều nguyện trăm nghìn mẫu sự về hiện tại và vị lai. Thời chỉ nơi quy y chiêm ngưỡng đại lễ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát thời có mong cầu những chi nguyện những chi thải đều thành tựu cả đã mong ngài Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi lớn ủng hộ bạn cho trong sức chiêm ba liền được ngài Địa Tạng Bồ Tát sau đoạn họ ký đám được trí huệ lại về nữa này và nếu Bồ Tát trong đời xong như có người nào sang nó rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng kinh điển đó dù gặp bậc đại minh sư truyền dạy cho người đã học tập rồi nhưng đọc rồi quên rồi trải qua lô sát mắt trải qua cả năm cả tháng vỡ không đọc tụng được người này sao có nghiệp chướng đời trước chưa được trừ sát nên ở chỗ kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng người này nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên trí tâm quy y lại lễ rồi dùng các thứ hương hoa y phục hoặc các đồ ngoại cụ vân vân mà cúng dường rồi bày một chén nước trong bày trước tượng tắm một ngày một đêm cung kính chắp tay bưng lấy xuống thận để uống khi nước vào miệng phải trí tâm trịnh trọng sau khi uống nước xong phải cử ngũ tân rượu thịt tà dâm rồi lớn và các việc sát hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày người đó trong sức chi ba được liền được ngày để tặng Bồ Tát hiện đang vô biên đối nước trên tặng của người đó sau khi người đó thức dậy liền đặng nhờ một phen đặng trí thông minh. Những kinh điển đại thừa sau khi người đó liền đặng thông minh một phen nghe đến những kinh điển đại thừa liền sẽ nhớ mãi không bao giờ quên một câu kệ nữa chín tai nại tiêu trừ lại về nữa là quán thế Bồ Tát trong đời sau như có người nào ăn mà không đủ câu chi cũng không tại nguyện thân nhiều bệnh tật hoặc nhiều sự hung suy nhà cửa không được an ổn những tai vạ cứ đến quấy nhiễu nơi thân hoặc trong giấc mộng đều không được an ổn vui vẻ người đó nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên cung kính niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ mù buông biến hờ những sự không tại ý trên đó sẽ tiêu sầm lần lần cho đồ ăn món mặc dồi dào đầy đủ cho đến trong giấc mộng hãy đều an ổn vui vẻ mười khỏi hiểm nguy lại về nữa để có thấy Bồ Tát trong đời sau như có người nào nhân chuyện công tư nhân việc gấp hoặc nhân công việc làm ăn hoặc nhân lúc sang cùng tự mà phải vượt qua sông biển đến núi rừng đưa qua đường hiểm trở hoặc đi qua đường rút lực lớn thờ người đó nên trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát độ mù vô biến được như vậy thời đi qua nơi chỗ nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ cho đến các những loài hiểm độc như hùng sói sư tử cũng không thể nào phạm đến người đó được. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhiều điều rất lớn với chúng sanh ở cõi gọi như phù đề nếu nói về hàng chúng sanh thấy hình tượng nghe danh hiệu của ngài mà được lợi ích dầu nói đến trong nghìn kiếp vẫn chẳng thể đoạt hết được nếu quan thế người ta vì thế ông nên dùng thần lực của ông mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh ở trong cõi ta bè đây đến mãi trong nghìn muôn kiếp sau thường được hưởng sự an vui luôn bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ đời này đời sau chúng thiên nhân bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ Bây giờ Đức Như Lai liền nói kệ ta xem địa tạng sức oai thần kiếp số hàng xe
khó tỏ trần thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích số không ngần, hoặc trời hoặc rồng hoặc nam nữ báo tận sẽ sanh vào đường giữ trí tâm quy mạng đại sĩ thần tuổi họ thêm nhiều trừ tội giữ trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha huynh đệ anh em kẻ ruột là lớn không nghĩ đến điều không biết nếu giữ đường là đường lành ở đâu là hoặc vẽ hoặc cô đây đại sĩ hình chiêm cảm hương chiêm lễ biệt chẳng đang 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình chỉ rằng quyến hộ ở nơi nào dấu xã thú cũng ra mau nếu được không lưu lòng kính ngưỡng thắng ký Bồ Tát vuốt đầu treo Bồ Đề vô thượng muốn tu hành mong ra ba cõi khỏi tự sanh về nấy đã phát lòng từ bi lớn trước nên chiêm lễ đại sĩ hình nghe tên quy y đấng chọn lành cúng dường cung kính phát lòng thành nghiệp chứng chẳng hề ngăn chứng đậm bao nhiêu mong bước sớm viên thành có kẻ phát tâm tụng kinh sắc muốn độ chúng sanh khỏi tai ác liền lập nguyện lớn chẳng nghĩ bài đọc vừa quên độ lưu sót mất người này nghiệp chứng đó là mê đọc lại được kinh khó mọi bề y phục uống ăn các mọi cụ cúng dường địa tạm với hương hoa một chén nước trăm bày trước tượng các một ngày đêm bưng lễ uống các sang lòng trân trọng cự ngũ tiên tân rượu thịt tài dâm cùng rối luống 21 ngày chớ sát sanh chưa lòng tưởng niệm thượng nhân sanh trên địa ba thấy rõ tôn dung hiện thức rồi liền đặng trí khôn lăn đại thừa kinh giáo nghe qua ta nghiệm vẹn được sau nhớ chẳng sai chính nhờ đại sĩ ai thần đó thầm giúp người kia có huệ tài chúng sanh nhiều khổ lệ ốm đau cửa hàng cửa nhà hoại hoại người lìa nhau ngủ mê mộng mị không an giấc cùng múa họng hôn chẳng được nào giúp làm chim lễ địa tại ngày bao nhiêu việc ác hải tiêu ngạn ngay nhận đến chim bao đều an cả quỷ thần phò hộ của dư xào muốn qua sông biển đến núi đường cầm thú độc nguy sạch đón đường ác thần ác quỷ mưa gió giữ nhiều nỗi khôn gian nan khổ không lường sắp sửa ra đi đối chức tượng cúng dường kinh lễ cùng chiêm ngưỡng núi rừng bị cả có vào trong ác tai tiêu sạch hường an sướng có âm lắm nghe ta nói rõ địa tạng vô lượng ai thần đó trong nghìn muôn kiếp chẳng thuật chẳng rồi giọng tuyên đại sĩ đời sức nọ nhiều người nghe đến địa tạng danh cúng dường chiêm lễ phát lòng thần hương hoa ăn uống sơn y phục trăm nghìn báo địa thì hưởng điều lành nếu hai đêm công hồi pháp giới rốt đã thành phật sanh tự khỏi quán thân qua âm đêm biết giáng tuyên bày truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi dạ sau cứu độ nhân thiên đức phật gia phó bấy giờ đức phật xoa đảnh ngài địa tạng bồ tát mà bạn rằng địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn trí huệ của ông không thể nghĩ bàn biệt tài của ông không thể nghĩ bàn đức đại tư của ông không thể nghĩ bàn dầu cho chư phật ở trong mười phương khen ngợi tuyên nói về những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trong nghìn muôn kiếp cũng chẳng thể hết đặng này địa tạng ông nên nhớ hôm nay ta ở cùng trời đa lợi nó có bất khả thuyết tất cả các đức phật các vị đại bồ tát cùng với tám bộ chúng trời rồng đây mà một lần nữa đem những hàng chúng sanh những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi được ta có một lần nữa giao phó cho ông chớ để cho chúng nó bị đại vào ác đạo rồi ra trong một ngày một đêm hướng để cho chúng nó bị đại vào địa ngục ngũ vô sáng cùng địa ngục đại a tì mãi đến ngày mùa ức kiếp ư này địa tạng tâm tánh của chúng sanh ở cõi diêm phù đề không định phần đông được quên theo tán khác hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền lại hướng pháp còn như nghiệp ác lại luôn luôn tăng trưởng vì thế nên ta phân thân hình này ra khắp trăm nghìn muôn ức hầu theo căn tánh của chúng nó để rồi độ chúng nó được giải thoát này địa tạng hôm nay ta ân cần đem chúng trở người giao phó cho ông trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong phật pháp và trồng trước ít cổ phúc làm trồng bằng sợi lông sọt nước hoặc cát mạnh cụ thời ông nên dùng thần lực của ông khuyến hóa người đó phát lòng sinh năng làm cho người đó tu tập lần lần hạ vô thượng ngày địa tạng bồ tát trong đời sau như có hàng trời hoặc người nào phải theo nghiệp mà bị thọ đá bị đại bà ép tẹo đến khi người đó vừa bước đến cửa ngục như người đó có thể niệm danh hiệu của một đức phật danh hiệu của một vị bồ tát cùng một câu kệ kinh điển đại thừa thời ông nên dùng thần lực của ông cứu vớt người đó ông nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan cựu ngục làm cho người đó được sai lên cõi trời hưởng sự vui sướng vi diệu bấy giờ đức thế tôn liền nói kệ đời này đời sau chúng thiên như nay ta ân cần sẵn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ đứng cho ác đạo đại vào trong bồ tát tuân chỉ tới giờ ngài địa tạng bồ tát cứu xuống chắp tay bạc cung đức phật rằng bạc đức như lai trong đời được bạc đức thế tôn xin đức thế tôn chớ lo trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào ở trong phật pháp chỉ có một niệm cung kính con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó làm cho người đó mau sớm dậy thoát trong đường sanh tự huống gì là nghe các việc làm rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đại vô thức không còn hối chuyển tôi không tạm đặt hỏi khi ngài địa tạng bồ tát vừa nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị bồ tát hiệu là hư không tạng
bạch cùng đức phật cùng kính chắp tay bạch cùng đức phật giảm bạch đức thế tôn, từ khi con được cung trời đa lợi đến nay, nghe đức như lai ngợi khen ai thần thế là chẳng hạn nghĩ bằng cũng ngài định tạm bồ tát trong đời sau, như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cũng như hình tượng chữ cũng như tượng ngài định tạm bồ tát cùng đọc tụng kinh điển này cùng này cùng nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hơn người đó được bao nhiêu điều phúc lợi. 28 điều lợi phúc Phật bảo vô không tạm ngài vô không tạm Bồ Tát rằng trong đời sau như có vị thiện nam người thiện nữ nào ứng sự chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh này, đã có thể dùng hương hoa y phục đồ ăn và uống các thứ chân bảo cúng dường hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, hơn người đó được 18 điều lợi sau đây. Một gọi là ngày càng thêm lớn các hàng hai các hàng triệu đồng thường hộ niệm, ba chướng nhóm nhân vô thượng của tham cũng không còn thu hết đạo bồ đề, năm đồ ăn món mặc giả đầy đủ, sáu không còn tai hại về lượng và nước thải, các bạn tôi không đến người thân, tám không còn bị hại về trộm cắp, chín người các tế đến sang làm cung kính, mười thường được các vị quỷ thần ngày đêm hộ vệ, 11 đời sau nếu là con đời sau thân gái sẽ thành chuyện hàng thân em, 12 đời sau lễ làm con gái vương sẽ đại thần, 13 thân hình xinh đẹp, 14 hoặc làm bậc vua phần lớn đều sang lên cõi trời, 15 hoặc làm bậc vua chúa, 16 có trí sáng rõ biết việc đời trước, 17 có mong cầu chi cũng đều được ra ý, 18 kiến thuộc an vui, 19 các nghiệp về ác đạo đều được xếp hẳn, 20 các tai họa bất ngờ đều được xếp trừ, 21 có đi đến đâu cũng không được không bị trở ngại, 22 đêm nằm đêm trên bao nằm an ổn vui vẻ, 24 nếu thân tộc đời trước nếu có tội thời được khỏi khổ, 25 nếu đời trước có phước thời được săn về có vui sướng, 26 càng tán năng lợi thông minh, 27 các bậc thắng khen ngợi, 28 các giáo thành Phật, 7 điều lợi. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Vô Không Tạng Bồ Tát rằng trong đời sau như có hàng trời quỷ thần, hàng trời rồng quỷ thần nào nghe nhận hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe những sự quỷ nguyện về tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chim lễ cúng dường thời chỗ người đó ở thời người đó được 7 điều lợi ích sau đây: một mau chứng đắc thắng, hai nghiệp ác tiêu diệt mặn diệt, ba không còn thối thất đạo bồ đề, mau chứng bậc thánh nghiệp bất tiêu diệt không còn thối thất đạo bồ đề, bốn bổn lực tăng trưởng, năm bổn lực tăng trưởng, năm việc đối chức đều rõ biết, sáu rốt đá thành Phật, một bổn lực tăng trưởng, hai một mau chứng bậc thánh, hai nghiệp bất tiêu diệt, ba các chư Phật đến ủng hộ, bốn không còn hối thất đạo bồ đề, năm có chi sáng rõ biết được việc đời trước, sáu nghiệp ác tiêu diệt, bảy rốt ráo thành Phật, đại hội tan tháng. Bây giờ ở tại cung trời đa lợi có bác khải thuyết, bác khải thuyết các bạn các đức Phật cùng các vị đại bồ tát cùng trời tám bộ chúng trời lòng nghe đức ở đó, nghe đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi tin bày sức ai thần không thể nghĩ bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen đều là việc chưa từng có. Bây giờ ở tại cung trời đa lợi rồi vô lượng vương hoa thiên y chuỗi ngọc cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát, cúng dường đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tất cả đều lại chiêm ngưỡng đảnh lễ chụp tay mà lui ra, cũng thể Địa Tạng so như trong kinh Tạng Tạc Công Ngọc so tiền sang đời nay tụng đại thừa phúc lợi vô cùng quyết xem báo vạn sanh, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Nguyên Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha,